Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm qua mình có cho ra tập thứ 4 của series mùa hè của Núp thì mình không ngờ các bạn ủng hộ quá là nhiều luôn. Thực sự là ủng hộ nhiều hơn mấy tập trước nữa. Các bạn like rất là nhiều, cho nên mình á không thể nào mà phụ lòng các bạn được. Cho nên là video ngày hôm nay sẽ là tập thứ 5 series mùa hè của Núp. Và nói cho các bạn biết một điều là mình thực sự là mình đang bị bệnh. Tại vì hôm qua có rất là nhiều bạn hỏi thăm mình, là hỏi mình bệnh có sao không, rồi hỏi mình bị bệnh thiệt hả. Thực ra là mình đang bị ho nè, sổ mũi nè, cho nên là mình đang rất là mệt. Và hôm qua mình bị sốt nhẹ nữa các bạn. Ok, nhưng mà không sao, mình vẫn ra video thường xuyên cho các bạn xem. Và nếu mà các bạn yêu thích cái tập yêu thích cái series này, yêu thích cái series mùa hè của Núp, hoặc là các bạn yêu quý mình, yêu quý thằng Núp, thì các bạn chỉ cần việc để lại cho cái tập thứ 5 này một like, cũng như là một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Còn những bạn nào là fan chân chính của mình, khi xem video mà thấy quảng cáo hiện lên á, các bạn coi cái quảng cáo đó, coi 15 giây hoặc là 30 giây là được rồi. Còn không á, cứ thấy quảng cáo hiện lên các bạn bấm vô quảng cáo đó để ủng hộ mình và thằng Núp một gói mì tôm, để mình và thằng Núp làm tiếp tục những cái tập tiếp theo của series mùa hè của Núp cho các bạn coi nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi các bạn ơi. Let's go. Bầu trời hôm nay thật là kỳ lạ. Màu đỏ đó thể hiện cho điều gì? Có lẽ nào ngôi làng này sắp gặp tai họa rồi hay sao? Mong là điều đó không xảy ra. Quên nữa, nấu cháo nãy giờ chín rồi nè. Slenderman ơi, Slenderman, con ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi con. Bây giờ con đang sốt lắm rồi đó. Ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi. Dạ, ông trưởng làng ơi, con ăn cháo không nổi đâu. Nhưng mà ông nè, những gì ông thấy ở ngoài kia, bầu trời màu đỏ, đó chính là thể hiện cho thấy ngôi làng của chúng ta sắp gặp đại họa rồi đó ông. Ở ngoài kia, bầu trời thật sự rất là đỏ. Nếu đúng như lời con nói, thì ngôi làng của chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất. Con thì đang bị bệnh, ai sẽ là người thay thế để bảo vệ ngôi làng này đây? Thôi, con ăn miếng cháo đi, rồi ráng ăn để uống thuốc, để mau hết bệnh. Cố lên đi con, ráng ăn đi. Dạ thôi được rồi, để con dậy con ăn. Con cũng phải ráng ăn để bình phục sức khỏe. Ông đưa cháo cho con đi ông. Đưa cháo cho con đi, con ăn cho. Bây giờ mình sẽ ăn cháo thôi các bạn. Cố gắng ăn, chứ mình không, thực sự mình không ăn nổi nữa. Ăn thôi. Dạ được rồi nè ông ơi, ông cắt giùm con cái tô này, rồi ông lấy thuốc cho con uống đi. Nhưng mà ông nè, ông yên tâm đi, nếu mà con đang bị bệnh, không thể bảo vệ ngôi làng, thì sẽ có người thay thế con bảo vệ ngôi làng này. Cho nên ông yên tâm đi, ngôi làng sẽ không gặp nguy hiểm đâu ông à. Ông cắt giùm con cái tô nha, rồi con cảm ơn ông nhiều. À quên nữa, con có nhờ ông một chuyện, không biết là ông đã giúp con chưa vậy? Chuyện mà con nhờ ông thì ông đã làm rồi, nhưng mà không hiểu tại sao giờ này nó chưa tới nữa. Ông đã kêu người kêu nó tới đây rồi, nhưng mà sáng giờ chưa thấy nữa. Thôi con ăn cháo rồi uống thuốc rồi, bây giờ con nằm nghỉ đi, chắc có lẽ là tí nữa nó sẽ tới đó, cho nên là con yên tâm đi. Các bạn ơi, anh Glenn của Núp bị bệnh rồi. Núp vừa mới đi công chuyện về, nghe người ta báo lại là anh Glenn của Núp đang bị bệnh rất là nặng và đang nằm ở nhà của ông trưởng làng, cho nên là bây giờ Núp phải tranh thủ tới nhà của ông trưởng làng coi anh Glenn bị làm sao nữa. Phải nhanh lên mới được, phải nhanh lên. Anh Glenn ơi, anh có làm sao không? Ôi, anh Lan không có nhà rồi. Anh Lan không... đúng rồi, vậy là anh Lan đang ở nhà ông trưởng làng, vậy là anh Lan bị bệnh thiệt rồi. Anh Lan ơi, anh Lan. Hôm qua thấy anh Lan cũng còn đỡ mà chưa bị bệnh. Kìa kìa, anh Lan kìa. Anh Lan ơi. Anh Lan ơi, anh có làm sao không mà anh Lan ơi, anh có làm sao không vậy? Anh Lan ơi, sao hôm qua em đã nói là đừng có làm việc nhà để em làm cho anh, chỉ cần ăn uống rồi uống thuốc vô rồi nghỉ cho nó khỏe, mà giờ anh không chịu rồi, anh bị bệnh nặng hơn rồi thấy chưa? Thôi đừng có khóc nữa, nó bình tĩnh đi con. Anh Len của con đang bị bệnh mà con khóc vậy làm ồn, rồi cho làm cho anh Len của con mệt rồi sao? Anh Len của con á là mới ăn cháo rồi uống thuốc rồi, cho nên là bây giờ nghỉ ngơi nữa là chắc khỏe đó, cho nên là con đừng có khóc nữa, làm ồn lắm con biết không? Cái thằng này nè, lần nào cũng vậy hết á, cứ có chuyện gì xảy ra là khóc lóc à, con trai gì mà mít ướt quá à.
Mà sao sáng giờ á, anh nhờ ông trưởng làng là kêu người kêu em qua đây mà từ sáng tới giờ em mới chịu qua hả? Làm cái gì ở nhà mà giờ mới chịu qua? Dạ, thật ra là hồi sáng á, là em đang ở nhà, rồi có một người trong làng á, nhờ em đi mua đồ giùm, rồi em đi mua giùm người ta, em mới về luôn đó. Em vừa về tới làng là em nghe được là thông báo là anh đang bị bệnh ở nhà của ông trưởng làng nè, cho nên em lật đật chạy qua đây. Dạ, con cảm ơn ông trưởng làng nha, nhờ có ông lo cho anh Len của con, chứ không là không biết ai lo luôn á, con cảm ơn ông nha. Nhưng mà anh Len nó kêu, anh kêu em qua đây có chuyện gì không vậy anh? Nấp nè, em nhìn ra ngoài trời coi, em thấy bầu trời rất là đỏ đúng không? Đó là dấu hiệu cho thấy ngôi làng của chúng ta sắp gặp nạn rồi. Mà bây giờ anh đang bị bệnh, đang vừa ho, vừa sổ mũi, vừa sốt nữa, anh không làm được gì hết và anh không thể nào bảo vệ ngôi làng được. Cho nên là anh muốn nhờ em thay mặt anh bảo vệ ngôi làng này, được hay không Núp? Bên à, đừng có nói với ông là cái người mà con nói là sẽ thay mặt con bảo vệ ngôi làng này là thằng Núp nha. Làm sao mà được con? Nó rất là yếu mà nó cũng khờ khạo nữa thì làm sao mà nó bảo vệ ngôi làng được? Không được đâu Lenovena, à, nguy hiểm cho thằng Núp lắm. Dạ, ông trưởng làng nói đúng rồi đó anh Len ơi, em thì làm sao mà có thể bảo vệ ngôi làng được. Em với lại em không thể làm đâu, em rất là sợ, em rất là sợ, em không làm được gì đâu anh Len ơi. Đừng đừng có kêu em, kêu người khác đi anh Len ơi. Im lặng đi Núp. Núp có phải là em của anh không vậy? Tại sao lại nói là không làm được? Tại sao lại sợ? Trong khi anh chưa có nói công việc mà anh muốn Núp làm là gì mà. Tại sao lại sợ hả? Tại sao Núp lại nhát đến như vậy? Mà cho dù giờ công việc nó khó như thế nào mà anh đã giao cho Núp thì Núp phải làm được. Chứ bây giờ không, Núp không làm thì không ai có thể bảo vệ ngôi làng này được đâu. Núp nghĩ đi, ông trưởng làng đã già rồi, làm sao mà bảo vệ ngôi làng này được? Núp suy nghĩ đi. Và bây giờ á, bắt buộc là Núp phải làm đó. Dạ, anh Zen ơi, em sợ lắm, em thật sự em rất là sợ đó anh Zen ơi, em sợ lắm. Nhưng mà nếu nếu mà anh Len The Man đã tin tưởng vào em thì em sẽ cố gắng làm, em sẽ cố gắng hết mình. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ cố gắng làm cho hết mình. Vậy nếu mà chuyện gì anh hãy nói cho em sẽ cố gắng làm. Cái gì? Con bị điên hả Núp? Con có biết á, là cái việc con sắp làm rất là khó và rất là nguy hiểm không? Mà tại sao con dám nhận hả? Lederman à, giao cho người khác đi. Thằng Núp không làm được đâu. Nếu mà có chuyện gì là thằng Núp nó sẽ gặp nguy hiểm đó. Giao cho người khác đi Lederman. Dạ, ông trưởng làng ơi, ông yên tâm đi. Thằng Núp á, nó là một người rất là có năng lực. Ông nhìn nó như vậy thôi, chứ nó rất là khỏe. Có khi nó khỏe hơn con nữa. Và nó cũng là em của con mà. Cho nên là con á, là phải có nhiệm vụ giúp cho nó khỏe hơn, tự tin hơn và không phải sợ bất cứ điều gì hết. Còn Núp nè, tốt lắm. Em đã dám nhận cái thử thách của anh rồi. Vậy bây giờ anh sẽ giao cho em. Em hãy đi tới một nơi, nơi đó khá là rất, phải nói là rất là nguy hiểm. Em phải đánh bại một người và đem về thanh kiếm Zoro, thanh kiếm huyền thoại. Nó sẽ là một báu vật giúp cho em có thể bảo vệ được ngôi làng này. Bây giờ em hãy đi đi. Đi nhanh lên đi. Dạ, em sẽ cố gắng đi tìm thanh kiếm đó để đem về đây bảo vệ ngôi làng của mình. Ông trưởng làng à, ông yên tâm đi. Như anh Len con nói đúng đó, con phải trưởng thành, con phải mạnh mẽ lên chứ không thể nào mà sợ hoài như vậy được. Rồi sau này không có anh Len của con thì con phải làm gì? Cho nên là bây giờ con quyết tâm rồi, con sẽ thay đổi và trưởng thành. Rồi, em cảm ơn anh Len, em sẽ đi về nhà và chuẩn bị đi tìm thanh kiếm đó đây. Mọi người hãy đợi con về, hãy đợi con. Rồi bây giờ á, Núp sẽ cố gắng, thật sự cố gắng đi tìm được thanh kiếm đó. Nhưng mà bây giờ Núp không biết phải làm sao đây, Núp rất là sợ. Núp sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ để bảo vệ ngôi làng này. Vì Núp sẽ là người thay mặt anh Len bảo vệ mọi người trong dân làng. Được rồi, bây giờ thì Núp sẽ phải làm gì đây? Nếu mà phải đi đánh nhau thì có lẽ Núp sẽ cần trợ giúp đến những cái món đồ phép thuật của Núp. Bây giờ Núp sẽ mặc bộ đồ phép thuật vào. Và Núp bây giờ đã trở thành phù thủy rồi, nhưng mà Núp vẫn còn sợ lắm. Phải làm sao đây? Núp sẽ cần thịt với lại một ít táo vàng. Táo vàng này sẽ giúp cho Núp mạnh mẽ hơn. Còn những cái này thì sao? Bây giờ Núp phải lấy cái thuyền. Đi không được. Nếu mà lấy thuyền á thì sẽ rất là lâu Núp mới tới đó. À, đúng rồi. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Mọi người hãy nghe đi. Hãy nghe tiếng gì không?
Đó chính là cái tiếng của con chim Phượng Hoàng mà hôm qua Núp đã bắt được. Đây rồi, Núp sẽ cưỡi Phượng Hoàng và đi tìm đến nơi đó. Thật là lẹ, mọi người hãy đợi Núp nha. Bây giờ Núp sẽ mở giày ra. Và bây giờ Núp sẽ cưỡi Phượng Hoàng này. Đi thôi, Phượng Hoàng ơi, đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra biển và tìm cái nơi mà thanh kiếm huyền thoại đang được giấu ở đó. Ở đây đang xảy ra một vụ cháy, Núp cũng không biết là cái gì nữa. Bây giờ Núp sẽ phải đi tiếp đây, phải bay tiếp thôi. Không biết là nơi đó ở đâu. Ý, có một tòa lâu đài ở bên kia. Wow, tòa lâu đài bự quá. Yeah, Núp tìm thấy rồi. Núp tìm thấy rồi. Theo như lời Zen nói thì phải tìm thấy một cái chiếc thuyền khổng lồ. Ở đây còn chiếc thuyền có hình của hải tặc thì phải. Anh Zen nói là như vậy, Núp cũng không biết nữa. Bây giờ Núp phải đi tìm. Ý, hình như bên kia. Yeah, Núp tìm được rồi các bạn ơi, Núp tìm được rồi. Bây giờ Núp sẽ... Đúng rồi, anh Lan kêu là phải tìm đến một cái nơi mà nó có một cái đá nhiều như thế này. Bây giờ Núp sẽ tìm đường đi vào thôi. À, chỗ này có chỗ đáp xuống nè. Bây giờ Núp sẽ đáp xuống đây. Được rồi, đáp xuống Phượng Hoàng. Và mày nghe ở đây nha. Rồi, trời ơi, Núp đã thấy quái vật rồi. Phượng Hoàng à, ở đây nha, đợi anh. Anh sẽ vô, anh ra liền, đứng đây đợi anh. Bây giờ, thấy rồi, tấn công. Phượng Hoàng nữa đâu, tấn công nữa. Đúng rồi, đi chỗ khác đi. Mấy con này, đi chỗ khác. Quăng cái này ra, Núp lụm được cái gì vậy? Đúng rồi, tấn công đi, đừng có đấu. Đừng. Đúng rồi, Phượng Hoàng nữa à. Tiếp tục đi nào. Đúng rồi, tiêu cháy nó. Bắt đầu phải Núp vào. Phượng Hoàng ơi, hãy đứng đợi anh. Đây là Phượng Hoàng lửa mà Núp đã được học phép thuật nè. Đây là phép thuật của Núp. Còn Phượng Hoàng lửa kia là Phượng Hoàng lửa thật luôn. Rồi, xác tiếp đi Phượng Hoàng lửa. Thế thiếu rủi đó. Đúng rồi. Mày nè, hãy cố nhanh lên, nếu không ngồi lại sẽ gặp nạn mất. May quá, Núp vượt qua được rồi. Bây giờ Núp phải đi qua cái mê cung này nữa. Mê cung này là như thế nào đây, Núp không thấy được. À, Núp ra được rồi, yeah, Núp ra được rồi. Bây giờ Núp phải thoát ra cái mê cung này mới được. Lại một tên nữa. Này đây, quái vật nè. Tấn công Núp của mày nữa, tấn công nó nhanh lên. Đúng rồi, đốt nó, thiếu rủi. Thiếu rủi đó. Đúng rồi, Phượng Hoàng lửa à, hay lắm. Bây giờ thì theo ta, ở Phượng Hoàng lửa này đâu đi theo Núp được đâu. Bây giờ, có một cái rương ở đây nè. Núp phải coi cái rương là cái gì. À, cái rương này cho Núp áo vàng với lại mấy cái lọ này là lọ gì. Để Núp coi. À, mấy cái lọ này giúp cho Núp mạnh hơn. Rồi được rồi, Núp sẽ đi qua cái chỗ này. Phải vượt qua mới được, không biết là cái người đang giữ thanh kiếm nó đang ở đâu. Bây giờ Núp phải vượt qua thôi. Bây giờ Núp đang ở đâu đây? Ui, Núp đang ở trong một cái thành phố. Kìa, phải là kia của người. Để Núp lại coi, Núp lại hỏi coi. Người đó coi có giúp được gì Núp không? Lại hỏi người này coi. À, xin chào. Hả? Người muốn thanh kiếm này, hãy đánh bại ta trước. À, thì ra là cái người này. Được rồi, ai trên tay của hắn đang cầm thanh kiếm kìa. Phải tạo ra Phượng Hoàng lửa, tiêu diệt tên này mới được. Đánh nó đi Phượng Hoàng lửa. Đánh đi, tiêu rủi tên này đi. Không được rồi. Phượng Hoàng lửa à, hãy tiêu rủi cái tên này. Thiếu rủi đi, hay lắm, thiếu rủi nó đi. Đúng rồi, thiếu rủi hắn đi. Thiếu rủi, ha. Phượng Hoàng lửa, tạo ra thêm một con nữa. Thiếu rủi hắn nhanh lên. Đúng rồi, đây nè. Đây thì, tên này là tên gì không biết. Nhưng mà hình như là một thầy ma thì phải. Nhìn ghê gớm lắm kìa. Nhìn người của hắn băng bó tùm lum. Quá là ghê luôn. Nhưng mà tên này, coi bộ, khá là mạnh đây. Thiếu rủi đi, Phượng Hoàng lửa. Đúng rồi, yeah. Thanh kiếm thật là đẹp. Nó đổi màu kìa. Yeah, thanh kiếm thật là đẹp luôn. Nó đổi màu rồi. Bây giờ Núp sẽ phải lấy thanh kiếm này lên. Wow, trong tay của Núp đây chính là thanh kiếm rất là mạnh luôn. Wow, Núp đã thành công rồi. Núp phải nhanh lên mới được, nếu không là ngôi làng của Núp sẽ gặp nguy hiểm rồi. Anzen với ông trưởng làng cũng gặp nguy hiểm luôn. Bây giờ Núp phải về. À, làng của Núp đây rồi. Nhanh lên nào Núp ơi, nhanh lên. Ồ, không được rồi, ngôi làng đã bị tấn công rồi. Đằng kia, những con zombie đột biến, vua zombie đã xuất hiện rồi. Bây giờ làm sao đây, không sao, Núp sẽ xuống tấn công, Núp sẽ không sợ đâu, Núp sẽ xuống đây, đạp xuống. Rồi, Núp đã về tới rồi, bây giờ thì Núp sẽ sử dụng thanh kiếm này. Hãy tiêu diệt được tên này, hãy tiêu diệt nó. Dạ, thấy chưa? Ôi khoan đã, Núp phải ăn táo vàng vô, nếu không là Núp sẽ bị tiêu diệt. Rồi, ăn táo vàng vô. À, Núp quên nữa, Núp phải tạo ra Phượng Hoàng lửa để đánh phụ Núp. Đúng rồi.
Không ngờ là những cái con zombie vua này nó lại cực kỳ là trâu bò đến như vậy. Quá trâu luôn, nó không thể nào mà đánh được. Dạ, dạ, dạ. Tiếp nào. Vua nó đánh, bọn hoàng nữ của nó nhắc xỉu luôn rồi. Không được rồi, bây giờ là bọn này quá đông rồi. Nó phải chạy rồi. Nó phải đánh từng con mới được. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Được rồi. Đúng rồi. Dạ. Nó phải ăn táo bạn vô. Nguy hiểm quá. Này thì lên đâu. Này. Sao nó đánh nãy giờ mà không con nào bị thương gì hết. Đứng lại nữa kìa. Ngưng động thời gian. Wow, nó tiêu diệt được một tên rồi. Tiếp tục. Ngưng động thời gian hay sao ấy. Nó phải đi rồi, nó phải chạy rồi từ. Này Phụ hồi lửa đang phụ nấp nè, phụ hồi lửa đang đốt nè, thiêu rụi những cái con này nè, đó, rồi, tiếp tục, chạy, nó bị kẹt rồi, đấy, nó đang cố gắng tiêu diệt, dạy, bay lên trời, nó còn zombie, ghê quá, không ngờ là những cái con zombie này nó bự lên đi, bự lên ghê thiệt chứ. Nó phải tạo ra tiếp thôi. Vô, ăn tiếp. Hình như là bọn zombie này đánh nấp không hề hề thắng gì hết. Tại vì nấp quá mạnh rồi. Rồi, bọn zombie này đã bị tiêu diệt. Xong rồi. Rồi. Nấp có thể ngưng động thời gian nó hay sao á. Hình như là nhờ cái kiếm này nấp có thể ngưng động thời gian được luôn hay sao á. Nè, bị đứng đây nè. Rồi, thành công rồi. Bây giờ nó phải bay lên. À, bên kia con kia. Vậy mà nó đã tưởng là tiêu diệt hết rồi chứ. Bây giờ nó sẽ bay qua bên đó. Để coi còn bao nhiêu tên. Phượng Hoàng à, hãy ở đây đi. Đúng rồi, hãy ở đây đi. Để một mình ta xuống thôi. Bây giờ nó sẽ tiến tới tiêu diệt tụi này. À, thì ra là còn vài tên ở đây nữa. Đúng rồi, à còn tên đây. Tên đây. Trốn ở đây hả? Người định trốn nó bao giờ hả? Sợ chưa? Tấn công tiếp. Cơ bộ là những cái tên này rất là trâu bò, đánh không hề thắng gì hết. Nhưng mà nãy nấp, anh nhớ là nấp đã tiêu diệt được rất là nhiều rồi mà. Ở đây rất là đông rồi. Không được rồi, nấp phải ăn vô mới được. Ăn táo vàng vô, nếu không là nấp sẽ bị tiêu diệt. Lấy đi. Đây, chỉ còn hai tên thôi. Tấn công thôi. Bây giờ tụi này bị kẹt, hai tên này bị kẹt dưới đó. Đây, nó xuống đây. Bị kẹt rồi. Để chỉ còn một tên thôi, nấp đã hạ rồi. Tên này chắc chắn sẽ bị nấp tiêu diệt. Rồi, nổ nè. Nó tiêu diệt rồi. Bây giờ chỉ còn là những tên đệ tử thôi. Tiêu diệt hết nè. Ha, thành công rồi, nó đã tiêu diệt được rồi. Yeah, bây giờ phải đem về anh Len rồi. Bây giờ phải bay về báo cáo cho anh Len biết được. Anh Len, mày quá. Mấy cái tên này không có tấn công nhà của ông thợ rèn. Anh Len ơi, em về nè. Em về rồi. Em đã tiêu diệt hết rồi. Ui, cái gì? Bí còn một tên nữa. Không được rồi, còn một tên nữa. Bây giờ phải tạo ra phụ hoàng lớn. Đúng rồi, tấn công đi phụ hoàng lớn. Còn một tên nữa thôi. Có lên nào. Ui, sao không hề lửa đánh? Không hề lửa, tại sao lại đánh tôi? Tại sao? Hả? Còn một tên nữa. Tên này đang cố gắng gọi là tấn công anh Lan. Nhưng mà không sao.
không sao đâu, nấp sẽ thì gì thế này. Dạ, còn tí nữa thôi, còn tí rồi, nhưng mà tại sao phụ hoàng nữa lại tấn công nấp? Tại sao vậy hả? Tại sao vậy phụ hoàng nữa? Dạ, anh Lan ơi, ông trưởng làng ơi, con hoàn thành xong rồi nè. Con đã tìm được thanh kiếm này. Đây, thanh kiếm nào ông thấy chưa? Thanh kiếm này nó có thể đổi màu được. Và con đã hoàn thành xong rồi. Mọi người ơi, con đã tiêu diệt hết một đàn zombie đột biến khổng lồ 100 con rồi mọi người ơi. Yeah. Wow, các bạn đã thấy căng thẳng chưa? Tập thứ 5 là cái tập đánh dấu thằng Núp nó bắt đầu trưởng thành rồi các bạn. Nó không còn sợ những cái con quái vật nữa, mà nó sẽ giúp mình có thể là bảo vệ ngôi làng, các bạn đã thấy chưa? Và thằng Núp công nhận luôn á là nó đã trưởng thành rồi. Và các bạn có yêu thích tập thứ 5 này hay không? Nếu mà yêu thích, hãy để lại một like cho cái tập thứ 5 này, cùng với đó là một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Nhớ là xem quảng cáo và lướt quảng cáo để ủng hộ mình và thằng Núp để làm ra nhiều cái tập tiếp theo của series Mùa Hè của Núp nha. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. À quên nữa, nhớ để lại comment của các bạn yêu cầu mình làm tập thứ 6 làm cái gì nha các bạn. Ok, và bye bye.